Huấn luyện viên Ghana phát biểu cực sốc sau trận thua Bồ Đào Nha. Bàn thắng của CR7 nhận vô vàn chỉ trích. Sáng ngày 25 tháng 11, siêu sao Ronaldo đã ghi bàn thắng mở tỷ số, góp công giúp cho Bồ Đào Nha đánh bại Ghana 3-2 trong trận đấu nghẹt thở lượt trận bảng H World Cup 2022. Bồ Đào Nha là đội đã nhập cuộc tốt hơn với việc kiểm soát bóng lên tới 83%, thực hiện hai pha dứt điểm trong khoảng 8 phút đầu và tới phút thứ 10, Cristiano Ronaldo đã ghi dấu ấn với pha bẫy việt vị đầy tinh quái để nhận bóng sau tình huống chọc khe trung lộ từ tiền vệ Bồ Đào Nha. Đáng tiếc, pha đưa bóng của Ronaldo không tốt, tạo cơ hội cho thủ môn Artigi đã lao ra cản phá kịp thời. Tới phút thứ 13, vẫn lại là dấu ấn từ ngôi sao đáng chú ý nhất trận, Ronaldo đã thực hiện một pha bật nhảy cao hơn khung thành của Ghana, nhưng pha đánh đầu, đập đất vẫn thiếu chính xác. Thống kê trong 15 phút đầu, cầu thủ 37 tuổi thuộc dạng chuyền nhượng tự do đã thực hiện hai pha dứt điểm, 3 đường chuyền trong 7 lần chạm bóng. Những phút còn lại của hiệp 1, đội tuyển Bồ Đào Nha có sự điều chỉnh trong địa chỉ lên bóng tấn công với sự lĩnh sướng của João Félix. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1999 này gây thất vọng, thực hiện 41 đường chuyền nhưng tỷ lệ chính xác chỉ là 75%. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở phút thứ 62, Ronaldo đã tranh cướp bóng của Salisu trong vòng cấm địa và trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng quả penalty. Không bỏ lỡ cơ hội 10-10, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số, đồng thời đi vào lịch sử World Cup khi là cầu thủ đầu tiên đã ghi bàn trong 5 kỳ liên tiếp. Sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Ghana đã triển khai nhiều tình huống lên bóng tốc độ và mạnh dạn thực hiện các cú sút xa. Phút thứ 73, hàng thủ Bồ Đào Nha đã lúng túng, không thể ngăn cản pha đánh đầu bứt tốc của Mohamed Kudus, trước khi cầu thủ này đã thực hiện đường căng ngang để cho đồng đội đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Ghana. Bồ Đào Nha sau đó đã bứt tốc lại đội hình và bất ngờ với sự tỏa sáng của Bruno Fernandes đã liên tiếp thực hiện hai pha chọc khe đầy ấn tượng. Kiến thiết cho Felix và Liao đã giúp cho Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước là 3-1. Trận đấu những thưởng đã kết thúc thì ngay ở phút thứ 89, từ một đường tạt bóng bổng không mấy là nguy hiểm bên phía cánh vào trung lộ, Oman Bukhari đã bất ngờ xuất hiện đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Ghana. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, thủ thành Costa đã khiến cho người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha thót tim với một tình huống bất cẩn trong quan sát và thả bóng xuống khi mà vẫn còn William ở sau lưng, rình rập thời cơ. Rất may cho đội tuyển Bồ Đào Nha khi mà cầu thủ đó đã chuột chân và các hậu vệ lao vào cản phá kịp thời. Chung cuộc Bồ Đào Nha đã thắng 3-2 trước Ghana. Thôi Bồ Đào Nha sát nút, vị huấn luyện viên của Ghana sau trận đã tỏ ra bức xúc với tình huống bị thổi phạt đền dẫn tới bàn mở tỷ số của Ronaldo. Phút thứ 64, tỷ số trận đấu đang là 0-0. Salisu có lẽ đã khuếch khi mà lao về hướng cản phá đi bóng của Ronaldo. Và ngôi sao của Bồ Đào Nha đã ngã rất là nhanh. Trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền mà không cần tham khảo pha. Ronaldo thực hiện thành công quả đá 11m mang về một tỷ số. Đó là một quyết định thổi phạt sai lầm. Cầu thủ của tôi chơi bóng, tôi không hiểu tại sao và không làm việc trong tình huống này. Chẳng có lấy một lời giải thích nào cho tôi ở pha bóng đó, vị huấn luyện viên đã nói sau trận. Sau khi mà tung lưới Ghana, Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Nếu cầu thủ nào đó ghi bàn thì tôi chúc mừng, nhưng rõ ràng đây là một món quà là đúng hơn. Ado đã mỉa mai khi mà được hỏi về bàn thắng của Ronaldo. Không biết tổ VAR có làm việc hay không, hoặc là họ có tập trung làm việc hay không. Nếu mọi người xem lại cảnh quay chậm, có thể thấy là cầu thủ của tôi chơi bóng chứ không phải là phạm lỗi. Quyết định thổi phạt đền rõ ràng là chống lại Ghana. Vị huấn luyện viên trưởng của Ghana cho biết, sau khi trận đấu kết thúc thì ông cố gắng đề bạt với một số thành viên của FIFA để được gặp và nói chuyện nhẹ nhàng với trọng tài. Tuy nhiên họ nói là đang họp và không thể thực hiện mong muốn này. Vì vậy, vị huấn luyện viên của Ghana cùng với nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng tức tối. Hàng ngàn người hâm mộ Ghana đã lên mạng xã hội và chỉ trích triệt để Ronaldo sau trận đấu. Những lời lẽ mỉa mai như tên yếu đuối, chuyện diễn kịch trong các trận đấu, các người thật rẻ tiền. Một người hâm mộ khác thì viết, hắn ta chỉ là kẻ cơ hội, một tên yếu đuối, đi bộ cả trận, lại cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cũng giống ý kiến của người hâm mộ kể trên, nhiều người cũng cho rằng Ronaldo không xứng đáng với danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, mà danh hiệu này thuộc về cầu thủ Bruno Fernandes. Anh chơi nổi bật so với hai đường kiến tạo trong trận gặp Ghana, trong khi Ronaldo chỉ có một pha lập công mở tỷ số trên chấm 11m vào phút thứ 65. Tuy nhiên, cầu thủ 37 tuổi này thì vẫn được nhận giải là cầu thủ hay nhất trận đấu do ban tổ chức bình chọn.
Dù vậy, Fernandes không hề bận tâm tới vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn, tiền vệ của MU lên tiếng, tôi nghĩ Ronaldo thích thi đấu trước sự chỉ trích của mọi người. Tôi cầu nguyện cho những người thích đả kích Ronaldo, vì thế thì càng giúp cho anh ấy thi đấu tốt hơn. Nhiều bàn thắng vào lưới của Ghana, Ronaldo đi vào lịch sử World Cup với thành tích đã lập công ở 5 vòng chung kết liên tiếp năm 2006 cho tới nay. Ngoài ra, Bleacher Sport đã thống kê không cầu thủ nào nhận giải cầu thủ hay nhất trận đấu nhiều như Ronaldo ở các kỳ World Cup là 8 lần. Phát biểu khi nhận giải thì Ronaldo đã nói, tôi có thể trao nó cho Felix, cũng có thể trao nó cho Bruno Fernandes hay là Danilo. Bất kỳ ai cũng xứng đáng trong giải thưởng này vì cả đội đã làm rất tốt. Đoàn quân của vị huấn luyện viên Santos dẫn đầu bảng H sau lượt trận với 3 điểm, bởi trong trận đấu tối qua, cả Uruguay và Hàn Quốc đều chỉ có được 1 điểm. Đối với tối qua là lần thứ 3 mà Uruguay và Hàn Quốc chạm nhau ở trong kỳ World Cup, trong đó đại diện Nam Mỹ đã giành chiến thắng 2 lần trong cuộc đối đầu trước đó vào năm 1990 và 2010. Được đánh giá là cao hơn rất nhiều nhưng Uruguay không thật sự vượt trội và chỉ cầm bóng 55% và dứt điểm 10 cú so với Hàn Quốc. Những đại diện của Nam Mỹ thì có quyền tiếc nuối khi mà rời sân Equation City mà không ghi được bàn nào. Hàn Quốc là đại diện châu Á cuối cùng ra sân tại World Cup 2022 với hy vọng tiếp đà thăng hoa sau khi Saudi Arabia và Nhật Bản đã lần lượt quật ngã hai ứng cử viên vô địch là Argentina và Đức. Nhưng khác với cách chơi của hai đội đi trước, kiên nhẫn tập trung phòng ngự ở trận đấu để chờ bù sức về sau, Hàn Quốc chọn tấn công phủi đầu ngay từ đầu với ý đồ rõ là tìm bàn thắng sớm. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lần lượt là 80% rồi 72%. Việc Song Heung-min đã kịp bình phục đeo mặt nạ thi đấu để tiếp thêm tự tin cho Hàn Quốc, đó là một chiến thuật. Nhưng trong ngày, tiền đạo đội trưởng vẫn chưa đạt được một thể trạng như ưng ý. Các mắt xích quan trọng tấn công khác thì chơi không xuất sắc, đại diện châu Á không thể tạo ra đột biến. Uruguay trong khi đó tỏ ra là khoan thai và bình tĩnh đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương, chờ cơ hội phản công. Theo cách chơi ấy, chính họ đã tạo ra cơ hội rõ rệt lần đầu tiên ở phút thứ 19. Từ sân nhà trung vệ, Gimenez đã chuyền một đường dài vượt lên ở khu vực 16m50 Hàn Quốc. Vavre đã nhảy cao, hãm bóng bằng chân phải rồi quăng chân trái. Rất nhanh, dứt điểm, đưa bóng vọt xa ở phút thứ 17. 3 phút sau đó, vẫn từ Gimenez ở sân nhà, bóng đã được triển khai sâu và lui cho Perici để cho cầu thủ trẻ của Man United căng ngang ở vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, cầu thủ lại di chuyển chậm một nhịp và không thể kịp đá trong một thế không có người kèm. Và đội hình chính của Uruguay lần này thì vẫn còn sót lại 3 ngôi sao trẻ được liệt kê vào bán kết World Cup năm 2010. Drew Strader có phần mờ nhạt cho tới khi là dưới sân, nhường chỗ cho một gương mặt kỳ cựu khác là Cavani ở phút thứ 64, hai người còn lại đều chơi rất hay. Nó bao gồm trung vệ Diego Godin và Caceres. Kinh nghiệm của Caceres giúp cho Uruguay phòng ngự tốt ở hướng lên bóng chủ đạo do Song Heung-min phụ trách. Ở trung tâm hàng thủ, Godin dù đã qua thời đỉnh cao và bị bóng châu Âu đào thải vẫn tỏ ra trên tài với các tiền đạo trẻ của đối phương. Không những thế, tiền vệ trẻ này còn tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt cho Uruguay trong hiệp 1 với pha bật cao đón đầu quả phạt góc rồi đánh ngược đầu trở lại cho thủ môn Kim Seung-gu ở phút thứ 44, nhưng chân cột dọc đã ngăn chặn mở tỷ số. Hàn Quốc cũng có quyền tiếc nuối với pha án bóng của Han Kwang-juo ở phút thứ 35. Từ cánh phải, nhận được bóng của Kim Moon-hyun đã đưa bóng vào vòng cấm địa để cho Uju từ dưới đất chui lên để kết thúc một pha chạm bằng chân phải. Nhưng mà trông thấy không có người kèm, cú chạm đó lại đưa bóng đi vào xa. Hiệp 2 vẫn diễn ra theo kịch bản tương tự. Nhưng Hàn Quốc càng về cuối trận thì càng đuối, thể lực sa sút khiến họ không thể giữ cường độ cao. Trong khi đó, Uruguay đã tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn, dù vậy đại diện Nam Mỹ vẫn thiếu đi một chút may mắn. Darwin Núñez đã nhiều lần tra tấn hàng thủ của Hàn Quốc tốc độ, nhưng chính anh cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đến phút thứ 90, Valder đã tưởng chừng như làm nên chuyện. Với sở trường là sút xa sau khi cướp bóng từ một tiền vệ đối phương, nhưng ở khoảng 30m, cú ná Đại Bắc này lại tìm đến phía cao của cột dọc khi mà thủ môn Kim Seung-gu đã bay người trong tuyệt vọng và kết quả cuối cùng của trận đấu vẫn là 0-0.